Chào mừng quý vị, các bạn đang đến với chương trình Hòa Bình Gọi do hãng phim TBS phối hợp cùng quỹ Hoa Hòa Bình thực hiện. Có lẽ là rất nhiều quý vị khán giả sẽ thắc mắc là tại sao ngày hôm nay tôi lại có mặt ở đây mà không phải là địa điểm quen thuộc tại phim trường HTV. Thưa quý vị, hiện nay thì Vũ Minh Cường đang có mặt tại Hồ Cổng 2, sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trong kháng chiến chống Mỹ thì đây là điểm nóng về tồn dư chất độc hóa học dioxin lớn nhất và phức tạp nhất tại Việt Nam. Và lát nữa đây thôi thì nơi này sẽ diễn ra một loạt sự kiện vô cùng quan trọng trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh do Văn phòng 701, Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân, Bộ Tư lệnh Hóa học phối hợp cùng với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ thực hiện. Mời quý vị cùng theo dõi. Năm 2021, Ban Chỉ đạo Quốc gia 701 và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đã công bố kết quả xử lý dioxin Hồ Cổng 2, sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa được khởi công từ tháng 12 năm 2019. Trong năm 2020, mặc dù tình hình có quá nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực của các đơn vị như quân chủng phòng không không quân, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, cùng với các cơ quan chức năng đã thực hiện bốc xúc được gần 1.200 mét khối trầm tích ô nhiễm vượt ngưỡng tiêu chuẩn cho phép đưa vào khu vực xử lý ở công đoạn tiếp theo. Giải phóng và phục hồi toàn bộ diện tích bề mặt Hồ Cổng 2 gần 5.300 m2 đáp ứng tiêu chuẩn về ngưỡng dioxin của Việt Nam, đảm bảo về an toàn lao động, con người, môi trường và các công trình xung quanh. Vùng đất chết sau chiến tranh giờ đây sẽ được đưa vào khai thác và sẽ trở thành đất vàng trong thời gian gần nhất. Để có được buổi lễ công bố kết quả xử lý dioxin ở Hồ Cổng 2 sân bay Biên Hòa được như ngày hôm nay là nỗ lực chung tay rất lớn của các tổ chức. Bởi quý vị cũng biết năm 2020 là năm mà cả thế giới đều bị đình trệ các hoạt động do dịch COVID-19 và diễn biến thời tiết thất thường gây khó khăn rất nhiều cho công việc. Nhưng cuối cùng thì cũng hoàn thành theo đúng kế hoạch đã đưa ra. Chúng tôi đã chọn công nghệ rửa đất để xử lý hàng triệu tấn đất nhiễm chất hóa học độc hại, trong đó có nhiễm dioxin. Rửa đất không phải là hòa tan chất ô nhiễm vào trong nước, mà là phân tách vật lý sau khi trộn với nước. Dựa trên đặc tính các chất ô nhiễm bám vào các hạt mịn của đất, các chất ô nhiễm sẽ được loại bỏ cùng với các hạt mịn thông qua sàng lọc phân loại bằng các máy chuyên dụng. Theo đánh giá của các chuyên gia, nhà khoa học, thì công nghệ rửa đất này đảm bảo tính hiệu quả về kỹ thuật, tiết kiệm kinh phí và thời gian thực hiện, đặc biệt là thân thiện với môi trường. Hôm nay, chúng ta có mặt tại đây để hai bên cùng ăn mừng thành công. Có lẽ đây là tiến độ đầu tiên và chúng ta đã cùng ghi nhận được kể từ thời điểm năm 2016.
khi mà Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ Việt Nam trong các hoạt động xử lý ô nhiễm dioxin từ thời Tổng thống Obama, tiếp đó là thời Tổng thống Trump, và đến tháng 4 năm 2019 là sự kiện đặc biệt với sự góp mặt của Thượng nghị sĩ Patrick Leahy cùng 8 thượng nghị sĩ khác của Hoa Kỳ đã cùng đến Việt Nam và tham dự vào lễ động thổ dự án sân bay Biên Hòa. Đây là kết quả ban đầu, và phần việc trong thời gian tới chủ yếu sẽ thực hiện bên trong sân bay, ngay khu vực cổng 2, vì đây được coi là khu vực đông đúc nhất trong sân bay, cùng khu vực phía Tây, được xem là khu vực có rủi ro rò rỉ dioxin ra ngoài sân bay khá lớn. Ở trên bản đồ thì khu cổng 2 chỉ là một chấm rất nhỏ so với toàn bộ sân bay Biên Hòa. Nhưng mà khi nhìn thực tế thì không hề nhỏ như nào. Và tôi có thể nói là các quý vị có thể nhìn thấy là một cái vùng đất chết đã biến thành một cái vùng đất vàng của địa phương. Và cái sự kiện này nó khẳng định rằng chính phủ Việt Nam Hoa Kỳ đã giữ đúng lời hứa với nhân dân, giữ đúng lời hứa với nhau, và sẽ cùng với nhau đi tiếp cái con đường khắc phục quả chiến tranh cho đến khi nào ở Việt Nam không còn bom mìn, không còn chất độc dioxin. Thay mặt cho Ban chỉ đạo 701, thay mặt cho chính phủ Việt Nam, cảm ơn chính phủ và nhân dân Mỹ, cảm ơn một số con người cụ thể đã có những dấu ấn rất đặc biệt trong những hàng thời gian vết thương chiến tranh của Việt Nam. Mà ở đây tôi muốn nói đến hai ông nghị sĩ của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, ông Patrick Leahy và ông John McCain. Hai ông ấy là những người mà tôi cho rằng có một tình cảm thật là cao đẹp, khi mà không quản bất kỳ khó khăn nào để vận động cho được một sự hợp tác có hiệu quả như thế này, tốt như thế này, và được nhìn nhận một cách rất là cao đẹp như vậy trong quan hệ hai nước. Tiếp nối kết quả dự án đã đạt được, quân chủng phòng không không quân tiếp tục bàn giao mặt bằng các khu vực ô nhiễm dioxin phía trong sân bay với tổng diện tích khoảng 7,2 hectare cho cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ để tiến hành xử lý phục hồi trong năm 2021. Bên cạnh đó, một ý định thư hợp tác truyền thông về khắc phục hậu quả bom mìn chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam trên các phương tiện truyền thông của Việt Nam, Hoa Kỳ và quốc tế để khẳng định nỗ lực của hai bên cũng được ký kết trong dịp này. Hoa Kỳ cam kết cùng chung tay sát cánh bên Việt Nam để hỗ trợ Việt Nam trở nên mạnh mẽ và thịnh vượng hơn. Thành công của các bạn cũng chính là thành công của chúng tôi. Và sự kiện hôm nay cũng góp phần củng cố thêm quan hệ giữa hai nước và góp phần vào các sự kiện đang diễn ra kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Ngày hôm nay có 3 sự kiện quan trọng. Thứ nhất là ký ý định thư phối hợp với Bộ Quốc phòng để truyền thông cho tất cả những thành công và thành tựu mà hai quốc gia đạt được trong 25 năm qua. Thứ hai là tiếp tục cam kết và hỗ trợ người khuyết tật ở 8 tỉnh thành ưu tiên. Tiếp theo đó là xử lý bom mìn và ô nhiễm dioxin và tiếp tục phối hợp tìm kiếm các trường hợp người mất tích. Tôi cũng xin nhấn mạnh, với quan hệ đối tác chặt chẽ giữa hai bên, thì chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ người khuyết tật với dự án mới có ngân sách 65 triệu đô. Ngày 5 tháng 12 năm 2019, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và NACEP đã ký thỏa thuận viện trợ không hoàn lại về hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam tại các tỉnh bị phun rải chất da cam dioxin. Dự án thực hiện sẽ tác động tích cực tới ít nhất 100.000 người khuyết tật và gia đình của họ ở 8 tỉnh Quảng Nam, Bình Định, Thừa Thiên Huế, Tây Ninh, Đồng Nai, Quảng Trị, Kon Tum, Bình Phước. Dự án này sẽ thực hiện trong vòng 5 năm, từ năm 2020 đến hết năm 2024, và sẽ triển khai mục tiêu tổng quát của dự án là hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật,
đặc biệt là các nạn nhân chất độc da cam dioxin tại 8 tỉnh bị phun giải nặng chất độc da cam dioxin. Và với cái mong muốn được xây dựng hoàn thiện cái hệ thống hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật, thì dự án đã đặt ra 4 cái mục tiêu hết sức cụ thể. Thứ nhất là nâng cao cái dịch vụ phục hồi chức năng cũng như các cái dịch vụ y tế để mà hỗ trợ cải thiện sức khỏe cho người khuyết tật. Thứ hai là mở rộng các cái dịch vụ về cộng đồng, tăng cái hòa nhập xã hội đối với người khuyết tật. Và đặc biệt trong cái khuôn khổ dự án này thì chúng tôi cũng xác định là cái việc hỗ trợ trực tiếp đối với người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam dioxin là một trong những cái điểm mới của cái dự án này. Điểm thứ ba là hỗ trợ việc thực thi pháp luật chính sách của Việt Nam đối với người khuyết tật, đồng thời giảm thiểu cái rào cản xã hội để người khuyết tật có thể tái hòa nhập cộng đồng một cách thuận lợi dễ dàng hơn. Và mục tiêu thứ tư cũng rất là quan trọng, đấy là việc hỗ trợ thực thi thực hiện cái luật người khuyết tật cũng như là việc hỗ trợ người khuyết tật đối với các cơ quan quản lý ở các cấp. Thì với 4 cái mục tiêu hết sức cụ thể như vậy thì chúng tôi hy vọng rằng cái kết quả của dự án sẽ hướng tới những cái hỗ trợ một cách thiết thực, hiệu quả và mang tính chất bền vững nhất đối với người khuyết tật Việt Nam. Hôm nay chúng ta cũng đã ký hợp tác truyền thông giữa cơ quan phát triển Hoa Kỳ với văn phòng Mỹ 1. Chúng ta sẽ kể lại câu chuyện là Việt Nam và Mỹ đã hợp tác như thế nào để khắc phục ngoài chiến tranh, cả về bia, cả về bom mìn, cả về dioxin, cả về tìm kiếm những liệt sĩ của Việt Nam đã hy sinh. Và cũng đồng thời chúng ta sẽ kể cho thế giới biết là chúng ta đã biến từ kẻ thù sang bạn như thế nào. Và làm thế nào, như ông Patrick Leahy đã nói, là những vấn đề tưởng là khó khăn nhất cho quan hệ hai nước, hóa ra lại là một cái sự hợp tác nhiều cảm hứng nhất trong cái quá trình phát triển của quan hệ. Vì vậy, tôi thấy rằng sự kiện ngày hôm nay hết sức quan trọng và có ý nghĩa khởi đầu. Và tôi mong rằng trong thời gian tới, cả hai bên sẽ đẩy mạnh, đẩy nhanh hơn nữa cái tốc độ tẩy độc sân bay Biên Hòa, cũng như là tăng cường các cái dự án phát triển, hợp tác để mà khắc phục hậu quả chiến tranh ở nhiều nơi. Và tôi muốn nói thêm một lần nữa rằng là chúng ta còn phải cố gắng rất nhiều để khắc phục cái hậu quả chiến tranh ở Việt Nam. Chiến tranh đã gây ra những tổn thất vô cùng to lớn cho cả Việt Nam và Hoa Kỳ. Hàng triệu người thiệt mạng thương tật, hàng trăm ngàn người vẫn chưa tìm được hài cốt. Hàng vạn người còn đang chịu ảnh hưởng chất độc da cam, bom mìn sau chiến tranh và vẫn đang tiếp tục đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng về đời sống, sức khỏe, tâm lý. Trải qua 25 năm, kể từ ngày bình thường hóa quan hệ và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Hoa Kỳ đã trở thành một hình mẫu lý tưởng trong quan hệ quốc tế hiện đại. Đặc biệt, hai quốc gia đã cùng nhau đi một chặng đường dài và quan trọng trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Sự hỗ trợ của chính phủ Hoa Kỳ được gia tăng khá nhanh và ngày càng đi vào thực chất. Sự hợp tác lần này đã tiếp tục tạo nên những giá trị chung, trở thành cầu nối, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Việt Nam và Hoa Kỳ đã minh chứng cho cả thế giới về một mối quan hệ tuyệt vời từ cựu thù trong quá khứ đã chọn trở thành đối tác và mở đường hướng tới một tương lai thịnh vượng và hữu nghị. Sự kiện ngày hôm nay là một trong rất nhiều hoạt động để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ và hướng tới sự phát triển chung. Đến đây thì chương trình Hòa Bình Gọi xin phép tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Hòa Bình Gọi được phát sóng định kỳ vào lúc 16 giờ 20 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Thân ái chào tạm biệt. Hòa Bình.